Kính thưa quý vị, một trái bí đỏ tại hội chợ Massachusetts hôm thứ Sáu nặng 911 kg, một kỷ lục thế giới mới theo tờ Boston Globe. Ron Wallace Green tại Rhode Island trồng bí đỏ cho biết lần đầu tiên có bí đỏ nặng hơn 1 tấn. Wallace đã giành được 5.500 Mỹ Kim giải nhất trong cuộc thi bí ngô Ai nặng nhất cùng với món tiền thưởng là 10.000 Mỹ Kim.